Vâng, cái tên này thì là về dân tộc Nùng ấy, nó là phong tục dân ca Lạng Sơn. Cái bài này là bài si coi như là tháng riêng chúc gia đình, và cái bài thi cũ chúc mọi người mạnh khỏe và an khang thịnh vượng. Câu si này chúc cho gia đình, chúc mọi người, mời con cháu, mời ông bác, mời ông bà, chúc gia đình. Yeah, I'm going.
bao. Nga na nung ngơ nô chay lô qua bao ơi, lô bao. Mới thảo chung sáu sai. Nga na tay khao nô chung sáu ơi, sai lê a chung sáu sơi. Sáu sai, cuộc chung sáu sai này, sáu sai. Như an sao sai, nhị nhà na bồ sư lôi sao sai an này ơi sao sai, tỳ lộc nam linh cai, nhị nhà na tỳ lộc lôi nam linh ơi cai đây an nam linh ơi, sao sai tỳ lộc nam linh nhị sao đấy, nhị nhà Yeah.